Ta-da! Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay, chị Heo Sinh sẽ review tập phim Cậu bé Hoi của làng Dozara. Cùng bắt đầu thôi nào! Nobita đang nằm ở gần bờ sông. Quay lại thì thấy một con ếch đang đeo một cái yếm nhảy vào trong bụi cây. Cậu ta liền chạy về kể cho nhóm bạn nghe. Cả đám cười phá lên. Sunil hỏi cậu có bị ngốc không vậy? Chỉ có loài thằn lằn cổ yếm ra thì ếch cổ yếm chưa ai nghe thấy bao giờ. Nobita vẫn cố gắng giải thích. Bỗng nhiên có một ông cụ xuất hiện, mời cả đám hãy về nhà ông chơi và hãy kể lại cho ông nghe về vụ con ếch đó. Khi tới nhà của ông lão, các bạn đều ngạc nhiên bộ sưu tập động vật quý hiếm khổng lồ của ông. Cha An còn nói móc, bộ sưu tập của ông ấy trông thật xịn sò hơn của cậu rất nhiều. Sunil tức ra mặt, Shizuka ngạc nhiên hỏi, đều do một mình ông sưu tầm hay sao? Tất nhiên rồi. Sau đó, ông còn nói ước muốn của mình sẽ là đem cả khủng long, cá voi xanh hay khấu trúc, những loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, sẽ đem hết về đây nữa cơ. Nobita hớt hải chạy về nhà để tìm Doraemon. Cậu kể cho Doraemon nghe về kế hoạch của ông lão và giải thưởng 1 triệu yên nếu tìm được con ếch yếm đó. Doraemon đang trả bột cầu, liền từ chối. Loài run đất đeo yếm đấy quý hiếm lắm, không dễ tìm đâu. Nhưng hơn nữa chúng đã sắp tuyệt chủng rồi. Gì chứ, đã nói không phải là run mà là ếch. Doraemon vẫn cãi, lỡ đâu nó là loài duy nhất còn sống trên trái đất thì sao? Hả? Cậu có biết bao nhiêu loài động vật quý hiếm trên trái đất này biến mất đều là do con người không? Từ khi đô thị hóa hay con người săn bắt thì chúng đã không còn tồn tại nữa rồi. Lỡ đâu cái loài đeo yếm mà cậu nói nó mà biến mất thì cũng một phần trách nhiệm là do cậu đó, Nobita. Nobita vẫn kiên trì, nhưng mà nó chỉ là con ếch thôi. Rồi nếu sợ chúng biến mất thì phải làm sao đây? Doraemon nói, chỉ còn cách đó là đưa chúng đến nơi an toàn thôi. Sau đó, cậu lấy ra cánh cửa thần kỳ, bước ra khu rừng gần sông. Cả hai đã hết hồn khi đám trẻ đã lục tung cỏ cây ở đây để tìm kiếm. Tin đồn đã lan khắp khu phố rồi. Cha En và Sunil cũng đang tìm. Cha En thắc mắc, không lẽ con ếch ấy thấy cái yếm đẹp quá nên đeo ư? Sunil tưởng tượng rồi đứng cười phá lên. Không lẽ nó đeo rồi tháo ra như kiểu mặc đồ rồi cởi đồ cất sao? Thế là đã bị cha em cho một trận đòn. Nhân lúc chưa ai tìm ra, Doraemon đã lấy tivi vệ tinh để tìm kiếm. Nó phóng ra 4 vệ tinh bay đi tìm và phát hiện ra một cậu bé tí hon đang nằm ở trên đất. Cả hai vội vàng chạy lại và đem cậu đưa về nhà. Nobita đã phải qua nhà Shizuka để mượn nhà búp bê cho cậu bé nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, thấy Nobita và Doraemon khiến cậu bé hoảng sợ và bỏ chạy, sau đó bị dồn vào góc tường. Doraemon nhanh trí đã lấy đèn pin thu nhỏ, rồi cả hai giới thiệu tên cho cậu bé nghe. Thì ra, cậu ấy tên là Hoi ở làng Dozara. Sau khi ăn bánh rán khổng lồ và nói chuyện, họ mới biết được làng của cậu bé ở trong rừng Agabata. Doraemon nói rằng con người xây dựng nhà ga vào một khu nhà mới ở đó. Hoi buồn rầu vì nó chính là rắc rối của gia đình cậu. Khu rừng đã bị thu hẹp lại, động vật đã không còn chỗ ở nữa, cậu phải đi ra ngoài tìm nơi mới, nhưng ở đâu đâu cũng là người khổng lồ sinh sống. Doraemon quyết định sẽ dùng cánh cửa thần kỳ để tìm về ngôi làng của cậu. Thật không ngờ nó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, tất cả đều bị vùi trong đất đá. Hoi liền òa khóc trong bất lực. Nobita an ủi, có lẽ người nhà của cậu và mọi người đã sơ tán hết rồi, giờ mình hãy bình tĩnh và cùng nhau đi tìm nhé. Con chim én vừa bay qua, cậu bé liền ném một chiếc yếm đeo lên cổ nó. Con chim xà xuống và đón mọi người lên lưng. Nobita nhận ra con ếch mình gặp cũng có yếm như vậy, thì ra nó là do Hoi cưỡi và ngủ quên nên mới bị té xuống đường. Cả ba cùng nhau tìm đến nơi khu rừng gần đó. Đang đi tìm gọi mọi người, một đám trẻ lại ầm ầm chạy tới. Chúng đang đùa giỡn và chơi trò bắn súng nước, thật quá nguy hiểm, mau tìm chỗ nấp thôi. Sau đó, ba người lại băng qua đường. Ai cũng hết sức chạy, Nobita thở hổn hển chạy lại phía sau. Doraemon quay lại thì thấy Nobita đã bị dính bá kẹo cao su trên đường. Cậu ta càng vùng vẫy lại càng bị dính chặt hơn. Quay lại cứu cậu ấy thôi. Một chiếc xe tải lao tới, cả ba hét lên. May quá, chiếc xe lao nhanh qua, các bạn bị lọt trong gầm, không là bị đè bẹp và dính bánh xe luôn rồi. Qua bên đường, cậu bé Hoi nhìn vào trong lỗ cống. Hả? Cậu ấy lấy một cái yếm và quàng lên con chuột. Doraemon hét lên. Hết cách, Nobita thì thầm vào tai của Hoi, rồi con chuột dính Doraemon vào mũi, chạy thẳng tới khu rừng mới. Trời ơi, ở đây bọn trẻ cũng đã kéo tới. Vậy là cả ba lại trèo lên tường, gặp ngay một con chó dữ. Làm cách nào để thoát thân đây? Lại một con chuột chạy tới, đúng có ý hay. Doraemon lẩm bẩm, sẽ không bao giờ tới đi chung với con chuột này lần nào nữa. Và trời bắt đầu sẩm tối, Doraemon đưa túi ngủ, treo lên cây cho các bạn, ánh trăng tròn chiếu rọi. Hoi kể về lễ hội của dân làng mình mỗi đêm trăng sáng, sau đó thì từ từ chìm vào giấc ngủ. Nobita lại tụt xuống, cậu ta nghe thấy tiếng hát của ai đó, thì ra là của một cô bé tí hon. Nobita chạy lại hỏi, cô có phải là người dân làng Dozara hay không? Nobita vui mừng hét lên, gọi hai người bạn. Vậy là hai anh em họ đã gặp lại nhau. Sau đó,
Họ đã dẫn các bạn về nhà của Hoi và Kun. Bố mẹ rất vui mừng đón tiếp các bạn. Mọi người đã nói chuyện, sau đó cùng ra sân chơi. Bố Hoi đã kể về cuộc sống của dân làng khi chưa bị người trái đất xâm chiếm và những đêm trăng lễ hội của dân làng Donzara, nơi sinh sống bình yên, nay đã không còn nữa. Bỗng có một chiếc xe tải đi qua, đó là chú hàng xóm. Họ phải rời đi ngay trong đêm để tìm một nơi khác bình yên hơn. Trở về nhà, Doraemon và Nobita quyết định sẽ tìm nơi an toàn cho người dân và xây dựng những ngôi nhà tí hon mới. Dùng cánh cửa thần kỳ và mở ra, đó chính là sông Amazon, nơi tận rừng sâu có sông suối. Và quan trọng hơn, ở nơi này không có con người sinh sống. Mọi người rất vui mừng vì dân làng Dozanra đã có nơi ở mới rồi. Doraemon về nhà và dặn Nobita phải giữ bí mật. Nên ngày hôm đó, tụi trai En đã đánh cho Nobita một trận bầm dập, nhưng cậu vẫn không chịu khai ra. Đúng là hảo anh hùng. Tối hôm đó, cả hai lại cùng ngắm trăng. Dường như Nobita lại cảm nhận được tiếng hát lễ hội của dân làng Donzara lại vang lên. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay thì hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.